Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020, thứ ba, tuần thứ 15 mùa thường niên năm Chẳng. Tích xuất thiên tri Isaiah xảy ra trong đời Aka, con của Jotham, Jotham con vua Osia, vua nước Judah, Rasin vua nước Syria và pha con của Solomon, vua Israel tiến lên gây chiến với Jerusalem Nhưng không thể thắng trận được Người ta báo tin cho nhà David rằng Syria đã đóng quân ở Bethlehem Nghe vậy vua và dân đều run sợ Như cây trong rừng rung động trước gió Và chúa phán cùng Isaiah rằng Ngươi và con ngươi là Gia-sút Hãy đi đón vua Aca đang ở cuối cổng ao thượng trên đường ra ruộng phu lôn và nói rằng hãy cẩn thận ở yên lặng đừng sợ và đừng nao núng trước hai ngọn đuốc sông khói này là cơn thịnh nộ của rasin vua nước syria và của con trai romelia vì chân syria ephraim và con trai của romelia đã toan mưu hại ngươi họ nói rằng chúng ta hãy tiến đánh juda quấy rối nó và lôi cuốn nó theo ta và đặt con trai ta Ben làm vua. Chúa phán thế này: sự việc này không thành và không xảy ra đâu, vì Damas là thủ đô của Syria và Rasin là thủ lãnh của Damas Còn sáu mươi lăm năm nữa thì Ephraim sẽ bị tiêu diệt và không còn là một dân tộc nữa. Thủ đô của Ephraim là Samaria và thủ lãnh của Samaria là con của Romelia. Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Núi thanh của người là ngọn đồi duyên gian, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Núi Sion là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Đức Đại Đế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của người Từ chân to người là an toàn chiến luy Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời Bởi chân kìa các vua chúa đã họp nhau Họ đã nhắc thể xung phong tác chiến Nhưng thoát nhìn thấy họ đã ngân người ra Họ đã thất kinh và chạy trốn Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Trên tại đây họ đã khiếp run sợ hãi, đau đớn như người phụ nữ lúc lâm buồn và lúc chua dùng ngọn gió đông đánh cho những chiến thuyền taxi si tan vơ Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Allegria, Allegria, Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân ly của ngài. Allegria, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mácciu, Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu của Trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ là người làm mà không chịu sám hối, hỡi Corozain, khốn cho người. Hỡi Besadina, khốn cho người, vì nếu đã xảy ra tại Tiro và Sidon, các phép lạ diễn ra nơi các người thì họ đã mặc áo nhậm rất to mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét Tiro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi các Phan-nơ-ôm -no chết thì ngươi nhất mình lên tận trời cao. Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi trong ngày phán xét. Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hôm nay lễ thánh Camilo Lenny lên mục. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Matthew chương 11 câu 20 Suy niệm Dù bạn không phải là phân bóng đá Hẳn bạn cũng suýt xoa tiết rẽ cho một đội bóng toàn sao Sau 90 phút thi đấu Với không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn 10-10 Nhưng là để vụt trôi qua trước mũi giày Mà không thể chuyển thành bàn thắng Và rồi bị thúng lưới trong những phút đá bù giờ Quy luật trong bóng đá là thế Đội bóng nào không biết tận dụng cơ hội, đội đó sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng thời sự để ví von cũng có thể nói như thế. Các đội bóng Coradin, Cafarnum, Pesada mới biết bao nhiêu cơ hội là những phép lạ thực hiện ở giữa họ mà họ không ghi được bàn thắng. Được đối thủ là sự ác, ác là họ sẽ không thoát khỏi thất bại e chề. Chính họ sẽ bị trầm luân trả bù với các đội Tia và Sidon. Giá mà họ chỉ có được một nửa cơ hội như thế thôi. Ác họ đã ghi bàn quyết định, đó là sám hối ăn năn và lãnh nhận được ơn cứu độ rồi. Mời bạn điểm lại những cơ hội Chúa đã ban cho bạn, nhất là những cơ hội bị bỏ lỡ. Bạn có thấy tiếc xót cho mình không? Rất may cho bạn khi bạn đang đọc những dòng chữ này bạn vẫn còn trong 90 phút thi đấu của đời bạn. Trong thời gian còn lại đó, xin bạn tận dụng những cơ hội Chúa ban cho, đừng bỏ lỡ nữa. Chia sẻ cộng đoàn của bạn đã có thể tận dụng những ân huệ Chúa ban để giúp nhau thăng tiến chưa? Sống lời Chúa, nghiêm túc kiểm điểm đời sống mỗi ngày để kịp thời khắc phục những lỗi lầm thiếu sót. Cầu nguyện, đọc kinh, ăn năn tội Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dừng nên con và cho con Chúa ra đời, chiêu nang chiêu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chế ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lên xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xưng Amen. Tự do đích thực trong tập thơ mang tựa đề Di Tăng Sali Thi Hào ta Go đã có bài thơ về tù nhân như sau: Hỡi tù nhân, hãy nói cho ta hay ai đã xiềng xích ngươi? Tù nhân đáp: Thưa chính là chủ tôi tôi đã muốn thác vượt mọi người bằng của cải và quyền lực cho nên tôi đã vơ vét vào kho tàng của tôi tất cả tiền bạc của chủ mệt mỏi vì cuộc chạy đua theo tiền của tôi cuối cùng tôi đã thiếp ngủ ngay trên chính giường của chủ tôi khi thức dậy tôi thấy mình đã bị giam hãm ngay trên kho tàng của tôi hỡi tù nhân hãy nói cho ta hay ai đã rèn chiếc xích sắt này cho ngươi tù nhân đáp Tôi đã muốn giam hãm tất cả thế giới Vì như thế tôi sẽ được tự do Và không còn ai quấy rầy Ngày đêm tôi đã dùng lửa Búa và chiếc dũa để rèn sợi xích này Khi nó được hoàn thành Và chiếc móc cuối cùng được nối lại Tôi đã để cho sợi xích giam hãm cả cuộc đời của tôi Khiến không có gì bẻ gãy được Năm 1989 nước Pháp đã mừng kỷ niệm 200 năm cuộc cách mạng 1789 cùng với việc lật đổ chế độ quân chủ. Bản tuyên ngôn nhân quyền được công bố ngày 4 tháng 8 năm 1789 đã đánh dấu một bước dài của nhân loại tiến đến tự do dân chủ. Nhưng ngói âm thai, người ta đã nhân danh tự do để chống lại tự do và phạm không biết bao nhiêu tội ác đối với con người. Nhân danh tự do Robespierre đã giết hại 25.000 người cũng như cấm chế nhiều quyền tự do, trong đó cơ bản nhất là quyền tự do tôn giáo. Lịch sử cũng đã được lặp lại trong rất nhiều cuộc cách mạng sau này. Mới đây tại Trung Quốc, người ta đã nhân danh tự do dân chủ để đạp đổ nữ thần tự do và sát hại không biết bao nhiêu người đòi tự do, nhân danh tự do để chối bỏ tự do của người khác nhân danh quyền con người để chà đạp quyền sống của người khác đó là thảm trạng của không biết bao nhiêu cuộc cách mạng trong thời đại ngày nay chính khi con người chối bỏ tự do và chà đạp quyền sống của người khác là cũng chính lúc con người tự giam hãm mình trong nô lệ nô lệ cho quyền lực nô lệ cho tiền bạc nô lệ cho bất an lắm khi con người tự ràng lấy cho mình xích xiềng để tự trói lấy mình nhà tù ấy sợi xét ấy chính là lòng tham lam nơi con người tham lam tiền của tham lam quyền lực tham lam danh vọng bài trích sách lẽ sống